thần tài ban lộc lớn, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trúng số bất ngờ, 100 tỷ cầm tay, giàu tới già. Rất hoan hỷ chào đón cô bác anh chị Quý Mão đã đến với Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị có một ngày nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Quý Mão. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi thành tâm mong nhận được sự động viên từ quý cô bác anh chị. Mong cô bác anh chị Quý Mão hoan hỷ bấm vào nút đăng ký kênh miễn phí và nút chuông thông báo bên cạnh để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh Minh Đường Tử Vi, để đón xem và động viên từ quý cô bác anh chị những nội dung Minh Đường Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị Quý Mão trong video này, mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác anh chị lấy lại tinh thần, động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Theo góc nhìn tử vi, như quý cô bác anh chị Quý Mão đã được biết, thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất đó chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ thì ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực để giúp đời, giúp người. Quý cô bác anh chị Quý Mão nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay bây giờ, không để cô bác anh chị Quý Mão phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Thần tài ban lộc lớn, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trúng số bất ngờ, 100 tỷ cầm tay, giàu tới già. Và đầu tiên, xin mời quý cô bác anh chị Quý Mão cùng lắng nghe luận giải tổng quan tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, thì quý mệnh chủ tuổi Quý Mão trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Thái Dương cát tinh. Điều này đồng nghĩa với việc mọi khía cạnh cuộc sống của Quý Mão sẽ trở nên cực kỳ hanh thông và thuận lợi. Quý Mão hứa hẹn sẽ trở thành một phiên bản hoàn mỹ trong những ngày sắp tới. Và quý mệnh chủ hãy sẵn sàng đón nhận những điều tích cực đang đến với mình nhé. Thiên Diêu ghé thăm là cơ hội để Quý Mão thể hiện tài năng của mình. Quý Mão có thể ứng dụng vào công việc để tạo điểm nhấn bởi phong cách độc đáo, thông minh, sáng tạo của bản thân. Đừng ngần ngại để thể hiện bản thân và tận dụng cơ hội này để phát triển sự nghiệp nhé. Tuy nhiên, về khía cạnh mối quan hệ trong gia đình, tử vi cũng cảnh báo rằng Quý Mão nên thận trọng một chút. Dự báo có những bất đồng có thể xảy ra và dễ dẫn đến những chuyện không mong muốn do tương hại. Một số kế hoạch của Quý Mão có thể bị ngăn cản và người thân trong gia đình không giúp đỡ như Quý Mão mong đợi. Do đó, Quý Mão cần tìm cách để có thể tự ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, không có gì là không thể vượt qua. Nguyệt lệnh một dục mang đến tinh thần lạc quan và tràn đầy hy vọng cho Quý Mão trong thời gian này. Nhìn lại cách bản thân vượt qua những trở ngại và khó khăn vừa qua, Quý Mão có chút tự hào về bản thân và sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn tiếp theo. Quý mệnh chủ Quý Mão cũng rất hào phóng với mọi người. Tuy nhiên, có thể Quý Mão sẽ cảm thấy không nhận được nhiều hơn so với mong đợi. Điều này có thể khiến Quý Mão cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng quý mệnh chủ hãy tin rằng, khi lấy lại được thăng bằng và hiểu rõ lý do, Quý Mão sẽ vui vẻ trở lại và tiếp tục phấn đấu. Nhìn chung, tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến cho Quý Mão 1963 nhiều điều tích cực và may mắn. Hãy tin tưởng bản thân và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. Chúc quý cô bác anh chị Quý Mão có một tháng mới tràn đầy thành công và hạnh phúc. Tiếp theo, thì xin mời quý cô bác anh chị Quý Mão cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới, quý mệnh chủ Quý Mão sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn, thì xin mời cô bác anh chị Quý Mão cùng lắng nghe nhé. Về phương diện sức khỏe,
Luận tử vi cho thấy, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 cho tuổi Quý Mão đem đến nhiều điều đáng chú ý và quý mệnh chủ cần lưu ý. Theo Minh Đường tử vi, thì quý mệnh chủ Quý Mão cần chú trọng đến việc chăm sóc cơ thể một cách đúng đắn và khoa học hơn. Đừng nghe theo những phương pháp chăm sóc sức khỏe mà không tìm hiểu kỹ, đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với bản thân. Việc này giúp quý mệnh chủ tránh được những tác động tiêu cực đến sức khỏe. Ngoài ra, trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Quý Mão cũng cần đặc biệt chú ý đến các lời quảng cáo về các loại thuốc bổ. Không phải thông tin nào cũng đáng tin cậy, và việc sử dụng các loại thuốc bổ cần phải được tư vấn từ chuyên gia y tế. Đừng nên tự ý sử dụng các loại thuốc mà không có kiến thức chuyên môn nhé. Với việc thay đổi thời tiết, thì trong tháng 3 âm lịch tuổi Quý Mão cần lưu ý đến chế độ ăn uống. Người âm hư nên tăng cường thức ăn thanh đạm như rau đậu, các chế phẩm từ sữa mía. Trong khi đó, người dương hư cần chú ý đến thực phẩm bổ dưỡng như thịt gà, thịt dê. Người có huyết ứ trệ thì nên tập trung vào các thực phẩm hoạt huyết như đỗ đen, đào nhân để duy trì sức khỏe. Theo Minh Đường tử vi thì có ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc trong tháng 3 âm lịch này, vì thế có thể mang lại nhiều trở ngại và khó khăn cho tuổi Quý Mão, đặc biệt là việc di chuyển và công việc. Do đó, tín chủ hãy cẩn trọng hơn khi phải đi xa trong thời gian này, tránh để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Hãy lưu ý đến an toàn và thận trọng hơn trong mọi hoạt động nhé. 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này về mặt sức khỏe, thì tuổi Quý Mão có nhiều điều cần lưu ý và chú ý. Việc chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống cần được quan tâm kỹ lưỡng, đồng thời cẩn trọng hơn trong mọi hoạt động hàng ngày. Hãy tìm hiểu kỹ và tìm sự tư vấn từ chuyên gia khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tài lộc trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch này. Về phương diện tình cảm, gia đạo, theo luận giải mới nhất từ các chuyên gia tử vi, thì 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 dự báo và đưa ra những nhận định chính xác về tình hình tài chính, sức khỏe, công việc và mối quan hệ tình cảm của mỗi con giáp trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể nhận thấy rằng, với con giáp tuổi Quý Mão sẽ có những ảnh hưởng và đặc biệt là từ thiên diêu trong tháng 3 âm lịch này. Theo dự báo, quý mệnh chủ Quý Mão sẽ cảm thấy yêu thương và đồng thời có chút ghen tuông, nghi ngờ hơn về mối quan hệ tình cảm của mình trong thời gian này. Điều này có thể tạo ra những xung đột nhỏ trong mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng quá nhiều vì có những cách giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Tháng này, tuổi Quý Mão nên khuyến khích mình mạnh dạn bày tỏ những điều mình đang cảm nhận nhé, và những mong muốn của bản thân một cách chân thành và trung thực. Điều này sẽ giúp đối phương hiểu rõ hơn về Quý Mão, và từ đó duy trì một mối quan hệ lành mạnh hơn. Có thể có những hiểu nhầm xảy ra, nhưng đừng quá lo lắng vì điều này. Đôi khi người khác không thể nắm bắt được hoàn toàn cảm xúc của Quý Mão. Chính vì thế, tín chủ hãy dành thêm thời gian để chia sẻ và làm cho họ hiểu hơn về Quý Mão. Việc này sẽ giúp họ chiều chuộng Quý Mão hơn, và từ đó cả hai có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Ngoài ra, với những nam mệnh phong lưu, thì thời gian này có thể mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ và kết nối với nhiều người mới. Điều này có thể khiến Quý Mão cảm thấy ngại ngùng, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội trải nghiệm và học hỏi mới. Tuy nhiên, xuất hiện tương hại trong tháng 3 âm lịch này, điều đó cũng là lời nhắc nhở rằng Quý Mão không nên tin người quá nhiều. Ngay cả người thân trong gia đình thì cũng không hoàn toàn tốt đẹp và đáng tin cậy như Quý Mão vẫn nghĩ đâu. Hãy tỉnh táo và cẩn trọng trong việc xác định ai là người đáng tin cậy và xứng đáng với sự tin tưởng của Quý Mão. Về phương diện sự nghiệp, tiếp tục với dòng chảy của cuộc sống, tháng 3 âm lịch năm 2024 này hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội và thành công cho tuổi Quý Mão. Với sự hỗ trợ tích cực từ chính quan, quý mệnh chủ sẽ trải qua những thay đổi tích cực trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Đầu tiên là sự lanh lợi và khiếu hài hước của tuổi Quý Mão sẽ được đánh thức và phát triển mạnh mẽ hơn trong tháng này. Khả năng giao tiếp tốt cùng với quan hệ rộng, điều này sẽ giúp tín chủ tạo ra môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ để tín chủ bắt đầu những dự án mới, kết nối với đối tác tiềm năng và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân. Sự tích cực và lạc quan của tuổi Quý Mão cũng sẽ lan tỏa đến môi trường xung quanh. Quý Mão sẽ trở thành nguồn động viên, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và người xung quanh. Điều này không chỉ giúp họ tạo dựng lòng tin và sự ủng hộ từ người khác, mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chính bản thân. Đặc biệt, tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng là thời điểm quan trọng để tuổi Quý Mão kết thúc một giai đoạn và bắt đầu một chặng đường mới. Những nỗ lực và hy sinh trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng, mang lại lợi ích và thành công trong tương lai.
Điều này là minh chứng rõ ràng cho sự công bằng và công lý trong cuộc sống. Ngoài ra, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng là thời điểm để tuổi Quý Mão thể hiện sự sáng suốt trong việc ra quyết định và những bước đi quan trọng, và quyết định đúng đắn sẽ mang lại kết quả tích cực và lợi ích lâu dài. Việc này không chỉ tạo ra cơ hội mới, mà còn giúp tín chủ xây dựng uy tín và lòng tin từ người khác. Với những dấu hiệu tích cực từ chính quan lệnh, thì Quý Mão sẽ dũng cảm bắt đầu những khởi đầu mới, mà không ngần ngại trước những thách thức và khó khăn. Sự hào hứng và niềm tin vào tương lai sẽ giúp tín chủ vượt qua mọi trở ngại, tạo ra những bước tiến mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân, tuổi Quý Mão cũng sẽ chứng kiến những thay đổi tích cực về phong cách sống, ngoại hình và sức khỏe tinh thần. Việc này không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến môi trường xung quanh. Trong tương lai gần, tuổi Quý Mão sẽ tiếp tục trải qua những điều tốt đẹp và thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống cá nhân. Sự lanh lợi, quyết đoán và lạc quan sẽ là điểm mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn và tận dụng triệt để mọi cơ hội. Cuối cùng, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này sẽ hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và thành công cho Quý Mão. Sự hỗ trợ từ chính quan cùng sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân sẽ tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và thành tựu đáng tự hào trong cuộc sống. Trên con đường phía trước, tín chủ hãy tiếp tục giữ vững niềm tin và lạc quan nhé. Vượt qua mọi thách thức để đạt được những ước mơ và mục tiêu cao cả. Hãy tin rằng những nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng, và cuộc sống sẽ luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho người kiên nhẫn và không ngừng phấn đấu. Về phương diện tài lộc, luận giải tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 cho tuổi Quý Mão theo âm lịch thì đã đưa ra những nhận định khá tích cực về khía cạnh tài lộc của quý mệnh chủ. Mặc dù không thực sự rực rỡ như mong đợi, nhưng nhìn chung thì tuổi Quý Mão có thể yên tâm với sự ổn định trong cuộc sống tài chính. Tuổi Quý Mão vì thế sẽ đủ trang trải cuộc sống và có được sự no đủ nhất trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc tín chủ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là quý mệnh chủ không nên so sánh hoàn cảnh của mình với người khác nhé. Bởi mỗi người đều có phúc phần riêng biệt. Nếu Quý Mão mong muốn có cuộc sống giàu có hơn, Quý Mão được khuyến khích không ngừng làm việc thiện, giúp đỡ người khác. Mỗi ngày, việc dùng một phần tiền bạc để làm việc thiện và giúp đỡ người khác có hoàn cảnh khó khăn, đây được xem là một cách tốt để tạo ra sự giàu có không chỉ về vật chất đâu, mà còn về tinh thần. Tuy nhiên, theo luận giải mới nhất, thì tuổi Quý Mão cũng cần thận trọng hơn trong chuyện tiền nong do ngũ hành xung khắc, có thể vì vội vàng mà Quý Mão có chút nhầm lẫn hoặc để mất tiền. Do đó, nếu có thể, thì tuổi Quý Mão nên nhờ người khác kiểm tra kỹ thông tin giấy tờ trước khi chuyển tiền đi nhé, để tránh những rủi ro không đáng có. Nhìn chung, tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão âm lịch sẽ mang đến những nhận định tích cực về tài lộc và cách tiếp cận vấn đề tài chính. Quý Mão có thể yên tâm với sự ổn định và no đủ trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng được khuyến khích làm việc thiện và giúp đỡ người khác để tạo ra sự giàu có, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Tuy nhiên, tín chủ cũng cần thận trọng trong chuyện tiền nong để tránh những rủi ro không đáng có. Quý cô bác anh chị Quý Mão thân mến, sinh vào tháng đẹp thì đời lắm tiền, mua nhà, tậu xe sướng hơn tiên, cảnh giác mấy người hay ghen ghét để đề phòng mấy vụ bị làm phiền sinh vào tháng tốt, may mắn có nhiều công danh, tiền bạc, dư giả tiêu, tránh sống phô trương, hay khoe mẽ, việc thiện cố gắng làm thật nhiều. Thưa quý cô bác anh chị Quý Mão thân mến, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ, ngày, tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý mệnh chủ Quý Mão 1963. Xin mời quý cô bác cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh của tuổi Quý Mão 1963 theo tháng sinh nhé. Và đầu tiên là những tháng sinh đại phú đại quý. Quý mệnh chủ Quý Mão sinh vào tháng 2 âm lịch. Tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập. Đây là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp. Cơm ăn, áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạn rực rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân tuổi Quý Mão sẽ ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, mà chẳng có gì là không thể vượt qua, và con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn.
Quý mệnh chủ Quý Mão sinh vào 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch, tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, phúc lộc tràn trề, bất kể là nam hay nữ, thì đây đều là người có phúc. Xem vận mệnh tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh, sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người, dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận thì họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn. Họ dựa vào chính sức mình, vào năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp. Quý mệnh chủ Quý Mão sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm, tuy tiết trời chuyển sang nóng bức, nhưng cây cối lại sum xuê, tươi tốt. Đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời, bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ. Người sinh năm Mèo vào tháng 4 đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội. Học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý. Cuộc đời của tuổi Quý Mão sinh tháng này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Vận mệnh của Quý Mão sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, tuổi Quý Mão này tuy số kiếp vất vả là thế, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp mà cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, tín chủ rất thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, cho nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ. Vì thế cho nên sự nghiệp có hung có cát lành, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới. Đến tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cựu phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh của Quý Mão sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí vượng, mà đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi. Quý Mão sinh vào tháng này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế, sau này dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, người thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp xây dựng do chính sức mình. Song tuổi Quý Mão sinh tháng 6 âm lịch lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều đôi khi lực bất tòng tâm, mà bạn muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch. Thì sinh vào tháng 7 âm lịch, Quý Mão được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế, dù xa cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con kết thuận hòa êm ấm. Người này số hưởng không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, họ sời lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung hay đại nạn, tín chủ là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của tuổi Quý Mão. Vận mệnh của Quý Mão sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ. Quý Mão sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh dự được người bạn đời nâng đỡ. Rất nhiều người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý. Trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc rất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hoa phú quý, giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận. Sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Quý Mão sinh tháng Chạp, tức là tháng 12 âm lịch, vận mệnh tuổi Quý Mão sinh tháng Chạp khá tốt, bạn có thể bình an, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm đùm bọc, giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp thì khó tránh gặp phải khó khăn, nhưng được quý nhân nâng đỡ cho nên nhanh chóng giành được thành công.
tuổi Quý Mão sinh tháng này tư chất thông minh lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, họ thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc về các bệnh như cao huyết áp, béo phì, cho nên bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Kính thưa quý cô bác anh chị thân mến, trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ có những ký ức tốt đẹp cùng với những ký ức không tốt đẹp. Ký ức tốt đẹp sẽ làm cho người ta nhớ mãi về nó, ký ức không tốt đẹp kia sẽ làm cho con người ta thống khổ mãi không thôi. Sở dĩ có rất nhiều người luôn phiền não, thống khổ, chính bởi bản thân họ là một người có trí nhớ cực tốt đối với những người và sự việc trước đây không buông bỏ xuống được, không quên được. Liệu có cần làm cho bản thân mình mệt mỏi đến như vậy? Vì sao không thể là một người dễ quên, sống cuộc đời vui vẻ, thảnh thơi? Một là quên mất mình đã cho người khác ân đức. Từ xưa có câu nói rất hay rằng, thi ân đừng mong báo đáp, mong báo đáp đừng thi ân. Nhưng trong cuộc sống, có một số người sau khi đưa tay cứu trợ người khác, liền cảm thấy đối phương thiếu mình cái ân tình, luôn để tâm rằng người khác phải biết ơn mình, phải biết hồi báo lại cho mình. Khi ở trước mặt người cũng thường cố ý bày ra thái độ cao ngạo, không tôn trọng đối phương, một hai lần còn chấp nhận. Nhiều lần như thế cũng sẽ khiến những người đã từng nhận ân huệ to lớn của họ rất khó chịu. Như vậy, trong tâm người này lại càng thêm không thoải mái, cho rằng đối phương là người vong ân phụ nghĩa, cảm thấy chính mình lãng phí lòng tốt, trở nên thất vọng, tức tối, thậm chí trở nên oán hận, vừa phiền não vừa thống khổ. Giúp đỡ người khác vốn là một việc làm tốt, nhưng bởi vì luôn để ý, luôn nhớ rõ ở trong lòng cho nên trở thành gánh nặng, làm cho chính bản thân mình sống không thể vui vẻ, thoải mái. Ai rồi cũng có lúc sẽ cần người khác đưa tay ra để giúp đỡ. Vì vậy hãy ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác nhiều một chút, bớt nhớ cái ân giúp đỡ người khác của mình, thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hai là từ bỏ oán hận người khác cùng với những việc không như ý trước đây. Làm người ở đời sẽ gặp được rất nhiều người, trải qua rất nhiều sự việc, trong đó có thể có rất nhiều người khiến chúng ta tức đến phát điên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể có rất nhiều việc khiến chúng ta bị trói buộc, thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên. Khi một người khoác lên tâm mình những oán hận, thì chính là lúc đem lòng mình đi giam cầm vào trong tù ngục. Ánh mắt của họ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái người bị oán hận kia, rồi họ sẽ làm những việc không ý thức được với người kia. Dần dần cuộc sống của họ càng lúc càng không như chính mình, mà không thoải mái cũng giống như một vết sẹo đau đớn. Mỗi một lần nhớ đến thì nó sẽ phát tác đau đớn một lần, càng bám riết nhớ lấy nó càng khó có thể lành lại. Cho nên trong cuộc đời con người, đừng ngại hãy dễ quên một chút, quên trước đây oán hận cùng với tức giận đối với người khác, buông là sự giải thoát tốt nhất. Khi có một ngày chúng ta vứt bỏ được những việc này, chúng ta sẽ phát hiện rằng ánh mặt trời ấm áp kia đã lâu không thấy, nay cuối cùng cũng xuyên qua bóng đêm chiếu rạng rỡ trên người của mình. Ba là không nên luôn đắm chìm với hào quang quá khứ. Có người nói, đắm chìm với quá khứ huy hoàng là tảng đá trở ngại lớn nhất cho tương lai. Mỗi người đều có quá khứ, đều có thời xuân phong đắc ý, nhưng dù sao đó cũng là quá khứ, mà trong cuộc sống có rất nhiều người không hiểu điều này, cứ lấy quá khứ đi định nghĩa cuộc sống hiện tại của mình, thấy cuộc sống người khác trong quá khứ không bằng mình, nhưng hiện nay những người đó lại tốt hơn mình rất nhiều, trong tâm lại không muốn cố gắng để theo kịp, lại cảm thấy thật không công bằng, dựa vào cái gì hắn trước đây là một người nghèo khó, mà hiện tại lại tốt như vậy, khi người khác từng bước đi lên phía trước thì họ lại sống bám vào quá khứ, còn tự cho là mình thông minh. Cứ thế cùng người khác chênh lệch ngày càng lớn, cuộc sống càng lúc càng đình trệ. Những người đắm chìm vào quá khứ huy hoàng, không chịu rời bỏ kia, sẽ tự nhận thấy rằng mình là người có thực tài nhưng không gặp thời, là do cuộc sống cố ý gây trở ngại khó khăn cho mình. Thế là trong tâm phẫn hận bất bình, nhìn xem cái gì cũng không thuận mắt. Ngày hôm qua không thể ở lại, quá khứ huy hoàng cũng vậy. Nếu chẳng để ý huy hoàng của quá khứ, thì cũng sẽ không dừng bước tiến lên, sẽ không xin lòng bất mãn đối với cuộc sống, thì cuộc sống này từng bước tiến lên thật tốt đẹp. Bốn là đời người quá ngắn, xin hãy là một người dễ quên. Chúng ta hãy nhìn xem những người xung quanh chúng ta đi, ta sẽ phát hiện ra rằng những người có trí nhớ tốt thì thường thường có cuộc sống không thoải mái. Những người này trong tâm họ luôn chất chứa rất nhiều người và sự việc, không chịu buông xuống, cho nên tự vây khốn chính mình, luôn tìm mọi cách vùng vẫy trong thống khổ. Cuộc đời này chính là quá ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để cho đau khổ cùng lãng phí. Sao không là một người có trí nhớ kém một chút, không cần để cho người, việc đã qua thành vật trói buộc lòng mình. Cuộc sống cần phải đi lên phía trước, bỏ qua người khác, bỏ qua quá khứ, cũng bỏ qua chính mình. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi.
Hy vọng rằng với những thông tin trong video chúng tôi truyền tải đến quý cô bác anh chị sẽ giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Quý Mão nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong chương trình lần sau.